Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Kính thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 đã đi vào khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 đã đi vào khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng. Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở Bạch Long Vĩ, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Phủ Liễn, Hải Phòng, gió giật cấp 6. Lúc 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Sáng sớm nay, sau khi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, bão Mulan suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa cho miền Bắc và hai tỉnh miền Trung. Áp thấp nhiệt đới sau đó đã đi vào Quảng Ninh và Hải Phòng khoảng 4 giờ, gây gió nhẹ và mưa nhỏ. Bà Nguyễn Mai, 60 tuổi, nhà ở đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng cho biết: "Tôi nằm thấp thỏm cả đêm vì lo bão gây mưa lớn, nhà bị lụt, may quá không có gì đáng kể." Trên đường phố các quận nội thành Hải Phòng, công nhân vệ sinh môi trường được phân công đi làm sớm để phát hiện, dọn dẹp cây đổ, nhưng chỉ có một số cành cây khô, rác thải bị nước dồn về các miệng cống. Đến 8 giờ sáng nay, Hải Phòng, Quảng Ninh đã ngớt mưa, trong khi đó các địa phương nằm sâu trong đất liền như Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Thái Nguyên trời mưa to, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cho biết trong 9 giờ qua, một số nơi mưa rất to như Phú Đức, Thái Bình có lượng mưa là 170mm, Cô Tô, Quảng Ninh là 170mm, Ân Thi, Hải Triều, Hưng Yên, Ba Sao, Hà Nam là 150mm, Mẫu Sơn, Lạng Sơn là 124,7mm, Ba Chẽ, Quảng Ninh là 116,2mm, Kiến An, Hải Phòng là 102,8mm. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39km/h. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới vào Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió 49km/h, giật cấp 6, giật cấp 8. Trên biển sáng nay, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, gió giật cấp 8, Phù Liên, Hải Phòng, gió giật cấp 6, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5m, biển động mạnh. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4m, biển động mạnh. Cũng trong sáng nay, khu vực ven biển Quảng Ninh, Ninh Bình khả năng có gió giật cấp 7-8. Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đã đổ bộ miền Bắc Việt Nam với sức gió 65km/h, dự báo đi về Bắc Giang song trích xuống Thái Nguyên, Hà Nội. Đài Hồng Kông cho rằng áp thấp nhiệt đới hướng Thái Nguyên, Tuyên Quang. Từ ngày hôm nay đến ngày mai, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt. Riêng Hà Nội mưa từ 70-150mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đối phó với bão, các địa phương ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình đã cấm biển từ trưa và chiều nay, kêu gọi tàu thuyền vào trú tránh. Khách du lịch trên các đảo được sơ tán về đất liền, nếu ở đảo thì chính quyền phải có phương án đảm bảo an toàn. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chiều nay tiếp tục yêu cầu 3 địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình quản lý chặt chẽ tàu thuyền bằng mọi cách, kêu gọi, hướng dẫn chủ phương tiện đang hoạt động ở vùng ảnh hưởng của bão thoát ra ngoài. Bão số 2 Mulan được hình thành từ một vùng áp thấp xuất hiện giữa Biển Đông, sau đó phát triển thành áp thấp nhiệt đới và luẩn quẩn gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Đến chiều ngày 9 tháng 8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, là cơn bão thứ hai trên Biển Đông trong năm nay. Dự báo năm nay có 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông, trong đó 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, mưa to tầm tã trút xuống Hà Nội khiến nhiều người dân vật vã xoay sở để đến chỗ làm, trong khi giao thông một số tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội nằm trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2. Từ chiều tối qua, Hà Nội bắt đầu có mưa to. Khi hoàn lưu bão số 2 dịch chuyển vào gần đất liền và các tỉnh Bắc Bộ, mưa to xảy ra trên diện rộng hơn. Tại khu vực Hà Nội, mưa to tầm tã kéo dài trong suốt đêm qua cho đến rạng sáng nay. Ghi nhận trong sáng sớm nay, dù tình trạng ngập úng cũng chưa xảy ra phổ biến, nhưng mưa lớn tầm tã trong giờ cao điểm khiến người dân Hà Nội phải chật vật xoay sở để đến nơi làm việc. Mưa lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế, các phương tiện di chuyển chậm khiến giao thông trên nhiều tuyến đường như đường Nguyễn Trãi, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, đường Thái Hà, Chùa Bộc, quận Đống Đa, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy đã xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa to tầm tã ở thủ đô Hà Nội sẽ kéo dài đến hết ngày mai. Dự báo lượng mưa ở Hà Nội phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi mưa to cục bộ lên tới trên 150mm. Theo đó, nhiều tuyến đường phố tại Hà Nội có nguy cơ ngập úng cục bộ và giao thông ùn tắc do mưa lớn ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2 sẽ còn tái diễn trong hôm nay và ngày mai. Đặc biệt cảnh giác với nguy cơ xảy ra mưa lớn sạt lở đất sau bão. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương cần đặc biệt lưu ý đến tình hình mưa lũ sạt lở đất sau bão số 2. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới sau bão số 2. Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến chủ trì cuộc họp. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm, trong sáng và trưa nay, bão số 2 sẽ gây mưa có nơi lên trên 150mm. Khu vực Đông Bắc và thủ đô Hà Nội tiếp tục mưa to đến 13 giờ chiều nay, sau đó thì giảm dần. Ông Lâm lưu ý, mối nguy hiểm nhất hiện nay là gió hoàn lưu sau bão. Gió Đông Nam vẫn còn mạnh ở cấp 6, 7, khu vực neo đậu tàu thuyền cần hết sức chú ý. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng trong sáng nay ở khu vực đồng bằng, vùng núi các tỉnh Tây Bắc và Bắc Trung Bộ đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trong ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Nghệ An có lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Ngày và đêm mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Hà Nội từ ngày hôm nay đến ngày mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, ông Lâm nhấn mạnh. Đại tá Nguyễn Đình Hưng, trưởng phòng cứu hộ cứu nạn Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, sau cuộc họp giao ban sáng hôm qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương kiên quyết kêu gọi các phương tiện hoạt động trên biển ra khỏi khu vực nguy hiểm vào nơi tránh trú an toàn. Theo thống kê báo cáo của các đơn vị báo cáo, trước 20 giờ ngày hôm qua, tất cả các phương tiện hoạt động trên biển từ Quảng Ninh đến Nam Định đã vào bờ neo đậu an toàn. Đại tá Nguyễn Đình Hưng thông tin, lực lượng biên phòng còn phối hợp với chính quyền địa phương để sắp xếp cho trên 7.000 phương tiện với hơn 14.000 lao động neo đậu an toàn tại các bến từ Quảng Ninh đến Nam Định. Tính đến 6 giờ sáng nay, khu vực được dự báo ảnh hưởng của bão số 2 chưa ghi nhận thiệt hại, chưa xảy ra các sự cố đối với tàu thuyền trên biển. Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ sau bão. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tiến đề nghị các địa phương thuộc khu vực biển, đảo thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thông báo đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động có kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội phù hợp khi đã đảm bảo an toàn.
Vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ theo dõi tình hình thời tiết, sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lớn, kiểm tra hệ thống thoát nước, tổ chức tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, triển khai phương án di dân khu vực không đảm bảo an toàn do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở, thực hiện vệ sinh môi trường. Các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lớn, chỉ đạo lực lượng xung kích rà soát, khơi thông các dòng chảy, các điểm bị tắc nghẽn trên các sông suối, kiểm tra rà soát, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm và canh gác, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông an toàn tại các trọng điểm xung yếu. Các địa phương triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt, đồng thời triển khai phương án bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố giao thông. Các đơn vị chức năng kiểm tra rà soát, triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu xả lũ, bố trí lực lượng thường xuyên để sẵn sàng vận hành, điều tiết và xử lý các tình huống, chỉ đạo rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất và khu vực bị ảnh hưởng, đảm bảo độ tin cậy, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành. Các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ sau bão, duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có yêu cầu. Các cơ quan báo chí, truyền thông ở trung ương và địa phương tăng cường thời lượng, kịp thời đưa tin về diễn biến mưa lũ sau bão và công tác chỉ đạo ứng phó. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.